Vâng, thì em chào tất cả các bác. Hôm nay tối thì em cũng qua cái bộ này để các bác cùng chiêm ngưỡng, và các bác nào có yêu thích cái bộ này á thì liên hệ cho em. Đây là bộ dòng model hết số, dòng Isotec luôn nha các bác. SC9, SM9, bộ rề bao cao cấp của Marantz. Bộ này mà các bác nào có những dòng loa RB, loa những dòng loa cao cấp BBW hay là những dòng tăng noi đều đánh rất tuyệt vời. Đặc trưng của dòng này thì tiếng cực kỳ sạch. Nó là phiên bản về âm thanh khá giống như dòng BM8 MK2. Thì các bác biết được BM8 MK2 thì tiếng nó sạch và chi tiết cỡ nào rồi. Thì bộ này nó khủng hơn nên nó được làm tách hợp rề bao. Và quan trọng nhất thì bộ rề bao thường thường thì chúng ta chơi thì nó trưng bày nó sẽ đẹp hơn như thế này, cho nó đẹp, nó ngầu hơn cái âm ly. Và lực đánh, lực kéo nó cũng rất là mạnh. Đấy. Sở hữu là vỏ gỗ nha các bác, rất là cổ điển và đẹp. Đặc trưng của dòng Marantz thì các bác có thể can thiệp cực kỳ sâu và âm sắc, như là chỉnh bass, mic chép cho từng vế luôn nha các bác. Bass, mic chép cho từng vế. Và bộ này sở hữu hai đồng hồ vô rất là to, công suất lên tới 400W, chạy sò sét 8 sò, công suất lớn của Marantz. Bộ này cực kỳ đẹp nha các bác, giá là 40 triệu. Vẫn giá như năm ngoái nha, không lên không xuống nha các bác, mà hàng chỉ có lên thôi nha các bác. Tại những sản phẩm này càng ngày càng lên giá chứ không phải là nó xuống nha. Tại vì thứ nhất là hàng không còn sản xuất nữa, và thứ hai hàng càng ngày càng cạn kiệt và người mua thì rất là nhiều. Tất cả toàn thế giới này mua chứ không phải riêng Việt Nam mình mua nha các bác. Chủ yếu là mình sưu tầm được hàng đẹp. Về các bác có theo dõi kênh thì các bác có lựa chọn và ủng hộ em. Đây là con bao này nha các bác, đẹp keng nha, điện 100V nha các bác, 100V. Tí nữa em sẽ mở bên trong ruột gan cho các bác. Đây là con rề, các bác thấy chỉnh bát mic chép không, hay mic chép từng vế luôn, chế độ equalizer và hai cái logo của Marantz. Bộ đánh rất là hay, các bác có thể chơi như dòng loa Squeen, loa RB, đặc biệt đánh RB thì ôi rồi tuyệt vời, vì tiếng nó cực kỳ ngọt luôn, nhẹ nhàng và thanh thoát. Các bác nào có những dòng tăng noi và bát 40 ấy, đánh rất là hay. Nói về về dòng Isotec của Marantz thì chất âm thì không phải bàn. Rồi đây là phía trước của em nói nha các bác. Thì sau đây em quay phía sau, rồi em mở lục ra để các bác cùng xem. Các bác nào có nhu cầu về bộ này thì liên hệ cho em, chỉ có một bộ duy nhất nha. À, những bộ này nó cũng hiếm nên em chỉ sưu tầm những hàng đẹp để giới thiệu và để giao lưu với các bác. Và đây là phía sau nha các bác, là dây nguồn riêng của Marantz hết nha. Đấy, có thấy cục kém này Marantz. Và đây cũng vậy nha, dây nguồn riêng hết. Em này đánh 3 cầu loa nha. Các bác có thể chơi chế độ direct này, sẽ pick 1, pick 2 này. Đấy, đường tiếng hiệu xuống này, từ rề. Con rề này thì nó có tới 3 cổng út nha, rất là tiện lợi nếu mà các bác có một con bao. Rề này rất là mạnh, tới 40W lận nha các bác, rề này cực kỳ khủng nha. Đây là cổng đường tiếng hiệu vào AUX này, kém từ CD xuống cổng con phono. Đây là ba đường ra, các bác có thể kém đường này xuống này, là đường này xuống này, là đường này xuống này, ba đường lận. Có thay đồ đẹp của bộ này nha. Phía sau của em nó này, ba cầu loa thì họ biết được cái lực khủng nó cỡ nào rồi, 400W, điện 100V. Đây là phía dưới của hai bộ rề bao, các bác thấy đồ đẹp của những cái vỏ gỗ zinc này nha. Những bộ này chỉ có vỏ gỗ, nó có vỏ gỗ zinc theo nha các bác. Đấy, có thể ốc này rất là đẹp nha, mé từ bển về cực kỳ đẹp cho các bác chơi luôn. Sưu tầm rồi mình sưu tầm những cái bộ nó như thế này nha các bác. Thì sau đây em sẽ mở bên trong, em mở trước một con rồi. Vâng, sau một hồi là hì hục thì em cũng mở được cái bộ rề bao này. Con rề thì dễ mở nha các bác, con bao là cực kỳ khó. Thứ nhất là nó nặng, và thứ hai là chúng ta phải cẩn thận, không thì nó trầy cái vỏ gỗ khi lôi ra. Đây là con rề, rề thì nó không có gì hết, nó chỉ đây là phần nguồn, một cái phần phô. Bên đây là cái phần chỉnh bass chép, tí em mở các bác cùng xem nha. Rất là mới. Đây là phần quan trọng nhất, đó là cái bao. Các bác thấy tăng phô rất to và 4 tụ lục nguồn. Không những 4 tụ lục nguồn nữa nha bác, nó hỗ trợ thêm là mỗi vế hai con tụ lục nguồn nằm bên này này. Thêm hai con nữa. Nên cái dòng rề bao này tiếng rất là sạch. Đấy. Đây là phần công suất. Nó chạy mỗi bên là 4 con Marantz, đỏ đen nha bác, hai đen, hai đỏ. Đây. Rất là mộc mạc.
tất cả sử dụng tụ đỏ cao cấp đấy nha. Đây là cũng là đây, các bạn thấy đây, đỏ đen nha các bác, hai đen hai đỏ, tổng là 8 con. Nhờ cái phần nguồn rất là tốt, tăng phô rất lớn nên là lực đẩy con này rất là mạnh. Có thấy một con đẩy mà từ 2 4 6 8 tụ nguồn là tao biết cái phần nguồn mà nó tốt cỡ nào rồi. Sau đó em sẽ mở con rề. Bên trong rề nó sẽ có những bo mạch để chúng ta chỉnh bát chép và đường tín hiệu vào. Vâng, đây nha các bác, con rề thì nó có những như thế này thôi. Thật sự thì qua để mình khám phá, mình biết thêm để các bác xem, để các bác biết thêm khi chúng ta có thể đi mua hàng và có thể xem được cái video này thì nó có những gì. Chứ thật sự rề thì cũng không cần xem, nó đâu có gì đâu coi. Nó chỉ bo mạch thôi, coi là coi cái bao thôi thôi. Đấy, độ đẹp và cũng như độ zin, tất cả là zin đét hết, me bài hết. Và độ đẹp của nó thì các bác khỏi cần lăn tăn luôn. Đấy, phần này rất là nhiều. Em sẽ bọc đồng luôn này, tán nhiệt đồng này các bác. Đây là phần nguồn nha các bác. Tại vì con này rề này khủng 40W lận nên nó trang bị nguồn rất là lớn. Phần phô to. Đây là những tụ lục nguồn và đây tán nhiệt. Bên tán nhiệt này có hai sò luôn nha. Để đẩy âm thanh ra nha các bác, để âm thanh xuống bao này, nhờ hai sò này đẩy âm thanh ra. Đây là phần chọn tín hiệu này các bác, tín hiệu vào. Đây là bo bát chép, bát mic chép. Đây là những tính năng can thiệp vào âm thanh, volume, vân vân. Rồi các bác nào lấy bộ này thì liên hệ cho em nhé, giá 40 triệu. Các bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt vài trăm. Hàng đẹp hết cho các bác để sưu tầm, chuyên trị và đánh những dòng loa cao cấp bắt 40 trở lại thì tuyệt vời. Đối với bộ này thì hết ý rồi nha các bác, rất đẹp.